Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Ở trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 61 ngày 7, Chúa khóc cho thành Jerusalem. Kinh Thánh Luca đoạn 19 câu 41 đến câu 44. Câu ghi nhớ Luca đoạn 19 câu 41. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 19 câu 41 đến câu 44. Kinh Thánh Tân Ước trang 1006. Luca đoạn 19 câu 41 đến 44. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mấy hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 41, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Ở trong phần tìm hiểu: một, Chúa khóc cho thành Jerusalem. Vì chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Bây giờ có 3 câu ở đây, với 3 cái chỗ trống ở phía sau, và chúng ta có những cái 1, 2, 3, 4, 5 cái từ ở đây cho 3 cái chỗ trống này và 2 cái chỗ trống của câu 2. Bây giờ chúng ta chọn từ để điền vào nhé. Đầu tiên, các nhà lãnh đạo Do Thái đã làm gì các em? Ở đây chúng ta chọn từ nào? Đã chối bỏ Chúa. Chối bỏ Chúa. Rồi, chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ như thế nào? Chúa sẽ làm gì các em? Chúa sẽ chịu chết. Chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ chịu chết. Thành Jerusalem sẽ bị gì? Bị hủy phá. Số 2, nếu họ kịp thời gì? Kịp thời ăn năn. Ăn năn là gì các em? Ăn năn là nhận biết tội lỗi, trở về với Chúa, xin Chúa tha tội cho, đó là ăn năn. Thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ tha thứ cho họ. Chúa sẽ tha thứ cho họ. Ở đây chữ này là chữ tha thứ nha các em. Chữ này là chữ tha thứ. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúa khóc cho thành Jerusalem vì họ đã chối bỏ Chúa, không tiếp rước Ngài.
Họ không ăn năn nên đã không còn cơ hội. Rồi 70 năm sau, kẻ thù La Mã kéo đến hủy diệt tất cả. Lời Chúa Giê-xu nói về họ đã ứng nghiệm. Chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giê-xu nói về điều này thì 70 năm sau, người La Mã đã kéo đến và họ đã bao vây thành Jerusalem. Họ đã hủy phá thành Jerusalem, bắt người Do Thái đi lưu đày. Và cái lời Chúa Giê-xu nói về thành Jerusalem đã được ứng nghiệm. Ở trong phần nhận biết, Chúa là đấng yêu thương, muốn mọi người ăn năn để được tha thứ. Chúa rất là yêu thương mọi người và muốn mọi người làm điều đúng. Và nếu làm điều sai thì phải ăn năn để được Chúa tha thứ. Nhưng rất tiếc, người Do Thái ở trong thành Jerusalem đã không ăn năn và họ đã bị tàn phá, giống như lời của Chúa đã nói. Ở trong phần thực hành, em không xem thường lời cảnh cáo của Chúa, nhưng em biết ăn năn ngay khi còn cơ hội. Chúa luôn luôn cho chúng ta có cái cơ hội để ăn năn. Ví dụ như các em lỡ nói dối với ba mẹ, thì các em ăn năn là xin lỗi ba mẹ, con đã nói dối và xin ba mẹ tha thứ cho, thì ba mẹ sẽ tha thứ. Còn nếu chúng ta nói dối mà chúng ta không chịu ăn năn, chúng ta không nói thật, và đến một ngày nào đó ba mẹ phát hiện ra là mình nói dối, thì ba mẹ sẽ đánh đòn. Cũng vậy, khi các em phạm tội với Chúa thì ăn năn với Chúa, xin lỗi Chúa để được Chúa tha thứ. Nếu không, đến cái thời điểm Chúa sẽ phạt, lúc đó mình không còn cơ hội để ăn năn nữa. Ở trong phần gợi ý cầu nguyện, chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con biết Chúa là đấng yêu thương nhưng rất công bình. Xin Chúa giúp con biết ăn năn khi phạm tội. Để được Chúa tha thứ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện theo lời cầu nguyện gợi ý nhé. Lạy Chúa, con biết Chúa là đấng yêu thương nhưng rất công bình. Xin Chúa giúp con biết ăn năn khi phạm tội để được Chúa tha thứ. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em và cho các em biết ăn năn khi mình phạm tội với Chúa để được Chúa tha thứ, cũng như biết xin lỗi ba mẹ hoặc là những người mà mình làm lỗi để mình được sự tha thứ. Các em thiếu nhi nhớ chia sẻ kênh Thiếu Nhi Thông Sáng cho nhiều bạn cùng học lời Chúa với mình nhé. Xin chào.